Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là công tắc tổng lên xuống kính của Toyota Jay 2005 đến 2007. Sản phẩm là hàng second hand, như anh em thợ chúng ta hay thường gọi, hay còn gọi là tên thông dụng ngoài Bắc sẽ là hàng bãi. Hàng này, sản phẩm này là anh em nhìn này, nó rất là chất lượng này. Đấy, đây là hàng tháo xe, nên là anh em nhìn nhá. Đó, từ cái chân giắc của nó này, nó nhìn nó không có bị bợt bạt hay là giòn giã như cái dòng liên doanh. Cái đây đây chính là phía mặt trên để chúng ta ốp vào phía thành cửa của công tắc. Nó sẽ bao gồm ba con vít, hai vít bắt trên, một vít bắt dưới, và đây chính là cái chúng ta điều khiển này để công tắc lên xuống này. Đó, đây em nhìn thấy ạ, công tắc rất là ok luôn. Đây là chuẩn bị để lắp cho một xe ở dưới gara. Tiện thì em quay để giới thiệu tới anh em luôn. Thì vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là công tắc tổng lên xuống kính của Toyota Jay. Anh em quan tâm tìm hiểu và cần hỗ trợ về sản phẩm hãy để lại số điện thoại ở phần comment, bên em sẽ liên hệ lại và hỗ trợ tư vấn cho anh em. Bên em hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô buôn BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 085 672 7222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.